Chào hello cả nhà. Cả nhà ơi, hồi nãy Kim Ba đi thăm lưới, nãy Kim Ba đi dỡ lưới á, cái trong còn thời gian nhiều á, Kim Ba sẽ xuống cây mương là đặt 12 cái ngục, ngày mai mình dỡ nha. Đó. Ngày cái lú này nè cả nhà. Trời ơi, cái lú này là Kim Ba đặt lâu lắm luôn á, để mà bữa nào Kim Ba dỡ cho cả nhà xem cái lú này nha. Đó. Lâu lắm luôn rồi nè, mà Kim Ba không có thời gian dỡ. Bây giờ Kim Ba sẽ đặt cái 12 cái ngục này xuống gốc này nè, để ngày mai mình đi dỡ nha cả nhà nha. Hồi nãy Kim Ba thăm lưới á cả nhà. Mà đi thăm lưới cái còn thời gian đó, Kim Ba đặt cái này nè, để mai mình dỡ nha. Từ nay buộc phải nhé. Vậy đây dân đó nè. Cái mương này là Kim Ba kỷ niệm ấn tượng lắm luôn á cả nhà. Ui cái này là che khúc anh ơi. Mà đặt này đặt phải xuống. Nãy tính đặt ốc này mà không đặt. Giống đó hả? Ừ. Nó xa cái kia một chút. Dạ. Xa cái kia một chút. Đây nè. Lần đầu tiên Kim Ba đây luôn á, làm lần đầu tiên bắt ốc chỗ này nè. Cái cốc cây đó ta, à lần kia chỗ mới xa vậy. Quay nè, quay được rồi, quay đi. Một đỡ ở đây đó, cho mấy em nó ngồi ở đi. Cái mương này nhỏ nhưng mà cá nhiều nha. Ồ, mưa này nóng ghê luôn á. Nóng, nước nóng. Nước nóng. Mưa nước nóng. Nóng mà nước nóng kiểu này là cá nó đừ hết trơn rồi cả nhà. Nếu mà có dính nó cũng đừ. Không, nó nắm nó trốn bờ. Nó nóng quá trời. Vậy đi ha. Rồi. Cao cao lên chị. Đầu này đầu đó nắng quá trời. Có cá chăng nữa chắc cũng nó cũng mệt à. Cá nó bị ngợp. Lên về mai thăm. Em lên được rồi. À, đi đây đây. Mới đặt hầu như có cá hay sao? Thấy là cục đó. Hồi nãy Kim Ba đi thăm lưới á cả nhà, thấy tham công tiếc việc quá, thấy còn sớm thời gian sớm á, chạy nhà lấy cái 12 cái ngục qua đặt ở đây cả nhà ơi. Thôi giờ mình ngày mai thăm 12 cái ngục, Kim Ba mời cả nhà thăm cùng Kim Ba ngày mai nha cả nhà. Kim Ba xin chào cô chú anh chị cùng toàn bạn bè đã đến với kênh Kim Ba hôm nay. Cả nhà hôm nay Kim Ba sẽ đi dỡ 12 cái ngục, hôm qua Kim Ba đặt ốc bên đây nè cả nhà. Cái lú này nè, cái lú này mai mốt Kim Ba dỡ cả nhà xem sao nha. Ở đầu
ngày đầu video, Kim Ba cũng chúc cả nhà mình một ngày mới thật là an lành, ấm áp, hạnh phúc trong cuộc sống ha. Bây giờ Kim Ba mời cả nhà mình đi thăm 12 cái ngục Kim Ba cùng Kim Ba nha. Hôm nay là Kim Ba nói lẻ lắm cả nhà ơi, tại không có thời gian nhiều quá. Đi thăm 12 cái ngục này. Còn cá nóng, hôm nay nóng lắm luôn nè. Này nóng lắm rồi, nước nóng lắm, trời, chắc cá nóng lắm luôn. Mắc gửi nước nóng, nóng là mà nóng. Này phải Kim Ba nói lẹ lắm cả nhà ơi, Kim Ba ăn lẹ nói lẹ mà làm thì chậm. Trời, sao mà dở lên im luôn rồi, heo dữ vậy trời. Rồi xong rồi, ăn rồi xong rồi, dở lên heo quá cả nhà ơi. Chỗ này nóng quá trời nóng. À con cá kìa, con cá nổi đầu, đầu con cá nổi đầu kìa. Sao không? Bị ngợp. Ngợp nó đưa là anh nó quay lại. Ô, ô. Cái chỗ cao nó thở. Cái chỗ này nè, con cá nổi đầu nè. Ủa. Đầu ơi một nồi luôn cả nhà ơi. Đó. Ủa cả nhà ơi một nồi luôn cả nhà ơi. Ờ coi nè. Để mở dây cho. Đây nè. Ồ cá nhà một nồi luôn cả nhà ơi, trúng mánh. À cá chạch, rồi cá bóng dừa, cá rô. Cá gì cá lóc luôn. Ui, ngon nè. Mình lên bờ luôn hả, lên bờ đổ ha. Rồi lên bờ đi. Để ở đây nước vậy. Ôi cá nhà một nồi luôn. Ôi. Trúng mánh nè cả nhà ơi. Lên bờ mình thăm kết quả cả nhà ơi. Ôi trời. Đây, ơi nhiều nha. Ủa nay nhiều lắm cả nhà ơi. Quấn tay bị suốt rồi. Ủa cá lóc, cá rô, cá bóng, cá chạch. Trời ơi tối số. Ủa cá gì ta, cá chê con nữa nè mọi người. Thiệt là sự. Thiệt sự dễ sợ. Dở con nhiều thở cũng chết. Cái này nữa mình đặt ở đây thôi, mai hả đặt đi chứ giờ nước đây nóng lắm. Mai mình thăm nước lớn nước gồng gì nước gồng cái nước nó nóng thế này luôn nè. Mai hãy thăm. Mai đặt. Với lại mai mình dỡ cái lúa kia luôn. Mai dỡ kia. Mai mình đi dỡ kia mình thăm mình đặt cái này lại đây. Ôi. Nó dính không có gà luôn à. Tên tàn, trời ơi, thật là kinh khủng luôn cả nhà. Ôi, cái nè. Kỳ, hơn kỳ. Không, cái này nhiều quá, có cống dừa nè. Thêm một cá rô nè. Cá chạch nè, cá nhà ơi. Đừng nãy con cá chạch. Múc miếng nước vô. Múc nước khô gan hả? Ừ. Nước hả? Bây giờ múc nước. Đây, múc nước cho. Khô gan cá quậy nổi. Ôi. Đó. Có nước nó nhảy liền. Trời ơi. Cái nhà cá lóc nè, cá lóc đồng cái đầu nhỏ xíu đó. Trời ơi cái này. Tan tan tan. Ơi đã quá à. Khoái nhất là mấy con cá bóng dừa này nè. Bóng dừa này kho tiêu ăn ngon. Ôi, trời ơi, trứng không nè cả nhà. Cá bóng dừa trứng không à. Coi nè. Cái bụng nó trứng không nè. Được con cá chạch. Được một con cá chạch một hả? Ồ được con cá chạch một. Trời cá chạch ngay cá chạch đực nó mới ghê chứ. Trời đã quá à. Rồi, rồi rồi. Cá chê. Cá chê nhỏ xíu nè. Cưng quá à. À cả nhà ơi thôi giờ Kim Ba tạm thời kết thúc video đây cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào video sau nha. Trời con cá rô mề, con nào con nó chà quá đửa luôn, cành cà ná luôn.
Hẹn cả nhà dự bị đi sao. Cả nhà ơi, cả nhà xem tới đây cũng thương Đặng Kim Ba một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký, một lượt like cả nhà ha. Bye bye cả nhà, hẹn dự bị đi sao nha.